Các bản tin nhanh 24/7. Top 5 Honda Winner trên 10 độ ăn tiền nhất năm 2016. Winner trên 10 độ phong cách đường trường hơn 80 triệu đồng. Lấy ý tưởng từ phiên bản Aventador Indonesia. Chiếc con tay hầm hố bộ ẩm hơn với hàng loạt phụ kiện như bộ khung chống đổ sơn màu đỏ nổi bật, gương chiếu hậu Lisona, cặp đèn LED, bộ lớp không xăm cửa lớn có gai với 3 túi đựng đồ cho phép đựng rất nhiều vật dụng phục vụ cho người lái. Winner trên 10 độ phong cách hàng hiệu của Biker An Giang. Chiếc xe này của một Biker An Giang được lên rất nhiều đồ chơi hàng hiệu đắt tiền. Hàng loạt phụ kiện hàng hiệu như cụm heo Rebo giảm sốc trước hành trình ngược, cùng với đó là bộ lớp kích thước lớn. Ngoài ra còn có trang bị cụm thắng Rebo của Ducati 1098, ta thắng CRR Carbon, cụm con R6, bộ leo Vins SBK Full Titan, bộ gấp sao thửa từ chiếc Sportbike của Yamaha R6. Winner trên 10 lên màu cam gắn hàng loạt phụ kiện bắt mắt ở Hà Nội. Màu cam là một trong những màu mới của chiếc Winner 150 để tạo nên một phiên bản độ nó bật hơn. Một đại lý ở Hà Nội đã trang bị hàng loạt phụ kiện đồng màu. Gương nguyên bản đơn điệu của chiếc xế được thay bằng cặp gương Resona. Mặt nạ trước với bảng màu cam nổi bật được kết hợp với một số chi tiết giả vân carbon. Gác chân ở phía sau cũng gắn liền với thanh che xích. Tay dắt ở phía sau cũng có màu cam. Winner trên 50 độ vàng vỏ tông màu đỏ nổi bật ở Bình Phước. Với chiếc Winner trên 50 này, nguyên bản là màu đỏ đen, thuộc sở hữu của một dân chơi ở Đồng Xoài, Bình Phước. Từng thích một phiên bản ở sơn Airbus trên dòng Exemplar trên 50 và muốn giữ màu sơn theo giấy tờ của xe, nên đã chủ nhân đã dọn lại vàng vỏ với tông màu đỏ làm chủ đạo. Và cả vàng vỏ cặp mâm được sơn công nghệ Airbus theo đúng phong cách, với màu sơn phủ mờ, vẻ bụi bặm, ngầu hơn thì sẽ giúp hạn chế màu đỏ bám dơ và dễ dàng vệ sinh hơn. Winner trên 50 sơn tem đấu với vàng của Biker ở Biên Hòa. Chiếc Winner này nguyên bản của nó là màu cam đen với dán Gesso thuộc sở hữu của một Biker Biên Hòa Đồng Nai. Do không thích màu sơn này và thiết kế của tem Decal nên chủ nhân đã đem chiếc xe sơn lại với phong cách của Airbus. Với kỹ thuật sơn của tem Airbus Gesso với bản màu cam nó bật được thể hiện tươi mới, đúng chất liệu và bền mỹ theo thời gian. Dàn phong cách Gesso kinh điển còn được phối thêm những chi tiết logo gắn thêm với những câu nói yêu thích của chủ xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.